Như các bạn đã biết là thập lục hoa giáp, tức là có 60 năm, và mỗi 2 năm sẽ ứng với một cái nhân mệnh. Thì tương ứng nó sẽ có thành ra là 30 cái nhân mệnh. Và nhân mệnh đó thì người ta gọi là Hải Trung Kim, Lư Trung Hỏa, Đại Lâm Mộc, Lộ Bàng Thổ, Kiếm Phong Kim, Sơn Đầu Hỏa, vân vân. Thì đến thứ 30, kết thúc của nó là Đại Hải Thủy. Đấy, thì bạn nào muốn biết đầy đủ 30 cái nhân mệnh đó thì các bạn lên Google các bạn search nhé. Còn chủ đề của chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề màu sắc của mệnh. Thì như chúng ta đã thấy ngay cái yếu tố là 60 năm sẽ lặp lại thiên can địa chi nhân mệnh. Đấy. Ví dụ như năm nay là năm 2022 thì thiên can sẽ là nhâm, địa chi là dần và nhân mệnh là kim bạch kim. Thì 60 năm sau là 2082 và trước đó 60 năm là năm 1962 thì cũng đều là năm nhâm dần và có nhân mệnh là kim bạch kim. Như lẽ thường thì các bạn đi mua đồ phong thủy hoặc là ô tô, ví tiền hay là các cái đồ dùng có màu sắc, nói chung về mặt phong thủy thì các bạn luôn luôn mua các cái màu hợp phong thủy với mệnh. Ví dụ như là với mệnh kim bạch kim này thì ta sẽ được tư vấn các cái màu như là màu hợp với cả kim là màu trắng bạc, màu ghi, màu xám. Đấy. Và tương sinh với cái màu của kim là màu thổ. Đấy. Thì đấy là màu nâu đất, vàng đất, cam đất. Đấy. Thì trước khi ta đi sâu vào cái vấn đề là xét màu sắc như vậy đã chuẩn chưa, thì trước tiên ta nên làm rõ về câu cú ngôn từ tiếng Việt để đảm bảo cái sự trong sáng của tiếng Việt nhé. Tránh cái yếu tố lầm lẫn ngôn từ, chúng ta phải thống nhất với nhau rằng từ có nghĩa là từ có hai âm tiết trở lên gọi là từ phức, còn một âm tiết thì gọi là từ đơn. Cái này chúng ta đã học ở cấp 1 rồi nhé. Và cái cắt nghĩa, cái yếu tố ta phải cắt nghĩa thì ta mới hiểu được thấu đáo của từ, thấu đáo cái ý nghĩa của từ nhé. Cho nên là nếu xét kim thôi thì chưa đủ để hiểu kim là gì, hay thủy gì, mộc gì, hỏa gì nhé. Đấy, ta sẽ không hiểu được kim là kim gì. Thì cơ bản này có năm hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và với 60 năm thì gọi là thập lục hoa giáp thì sẽ có 30 nhân mệnh tương ứng với 2 năm cùng một nhân mệnh, với 30 nhân mệnh dựa trên 5 hành kim mộc thủy hỏa thổ đã được cụ thể hóa là kim bạch kim, phú đăng hỏa, thiên hà thủy, vân vân. Đấy, ta bóc tách ra từng mệnh. Ví dụ như là mệnh kim, mệnh kim thì sẽ có các cái nhân mệnh liên quan đến kim như là Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trung Kim, Kim Bạch Kim, Thoa Kim Xuyến. Thì tổng thể nó có 6 kim với các dạng hoàn cảnh khác nhau, môi trường không giống nhau. Vì ở môi trường không giống nhau và tính chất kim loại khác nhau cho nên màu sắc kim loại nó phải khác nhau. Đương nhiên thì song song với nó chính là tính chất vật lý, nó cũng sẽ có những điểm khác nhau. Ví dụ như là Hải Trung Kim thì kim này là kim ở dưới biển. Kiếm Phong Kim là kim được đúc thành kiếm rồi, tức là kim loại nó được đúc thành kiếm rồi. Và lúc này người ta gọi nó là thép gió. Cái thanh kiếm ấy nó là bằng kim loại nên người ta gọi là thép gió nhé. Nếu bạn không phải là dân cơ khí thì có thể bạn sẽ không hiểu cái thuật ngữ thép gió. Đấy. Thì bạn có thể hỏi thăm anh Google để biết được thép gió nó là cái gì.
Thì nhiều bạn không hiểu thuật ngữ cơ khí thì các bạn ấy cứ nghĩ rằng là kiếm phong kim, là vàng bọc đầu kiếm hay là chuôi kiếm gì đó. Nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là một thanh sắt rèn thành kiếm, và từ thanh kiếm thô đó được tôi luyện trong cái lò rồi để nguội trong môi trường tự nhiên. Và cái thép gió này thì nó có một đặc điểm là tự có khả năng tôi thấm các cái chất như là chrome, wolfram, molybden. Thì đây cũng là các cái hợp chất để giúp cho cái thanh thép nó trở nên cứng hơn. Và cái thép gió này người ta ứng dụng làm dụng cụ cắt gọt, nhất là trong ngành cơ khí chủ yếu sẽ làm vào dao phay, dao tiện, dao khoan và các cái dao phục vụ cho đồ gia dụng nói chung. Về cái kim bạch kim này thì ta phải hiểu rằng nó đây là một cái loại tinh khiết, kim loại tinh khiết, nó giống như là vàng 99,99% ấy. Đấy. Thì bất kỳ một cái kim loại nào thì cũng đều có tạp chất, nó không thể nào nó đồng nhất toàn diện được. Đấy. Và cái kim bạch kim này nó chỉ đơn giản là kim loại thôi, kim loại tinh khiết thôi, chứ nó không phải là vàng nhé. Đấy. Chúng ta cứ lái nó sang vàng, kim loại vàng không đúng đâu. Đấy. Cho nên là màu sắc của kim loại nó rất là đa dạng, như là màu trắng thì bạn sẽ thấy ngay đó là màu trắng đánh kim, đó là đặc trưng của bạc. Đấy. Màu đỏ, kim loại có màu đỏ thì đó là màu của đồng, kim loại đồng. Và màu vàng thì đó là kim loại vàng. Đấy. Màu đen thì đó là hợp kim đồng đen. Màu ghi là hợp kim gang. Đấy. Gang ghi nhé. Và màu xám tức là hợp kim gang xám. Đấy, ví dụ thế. Hay là nhôm, nhôm khi bị oxy hóa hoặc là nhôm còn nhiều tạp chất thì nó cũng sẽ có màu xám xám. Đấy. Hay là màu tím thì đó là kim loại thường bị nung ở nhiệt độ cao. Đấy. Thì nó sẽ có màu tím. Và màu xanh kiểu như là xanh xanh giao giữa kiểu xanh lá và xanh biển ấy. Đấy, thì đó chính là kim loại đồng, nó bị oxy hóa. Đấy. Vân vân. Cho nên là mỗi một cái màu sắc thì nó sẽ ứng với cả cái tính chất kim loại nhá. Và như vậy thì ta xét cái yếu tố mà người mệnh kim nói chung thì không thể lấy các cái màu cơ bản của kim để ấn định như là màu trắng ánh kim, màu ghi, màu xám được, mà phải thừa nhận rằng là kim loại có nhiều màu sắc, với mỗi một loại kim loại khác nhau thì ta sẽ phải xét theo màu sắc khác nhau. Đấy, thì tương ứng với cả thổ thì thổ cũng có nhiều màu sắc như là đỏ, đen, trắng, vàng. Hỏa cũng sẽ có nhiều màu sắc như là màu đỏ, vàng, xanh, trắng. Hay là thủy thì cũng sẽ có nhiều màu sắc như là đỏ, đen, trắng, xanh, xanh dương, vàng. Đấy. Thì tôi nhấn mạnh lại lần nữa về việc dùng từ ngữ là nó phải hai âm tiết trở lên. Đấy. Tức là hai cái từ đơn ghép lại thành một từ phức để trở thành một cụm từ hoặc một câu có nghĩa. Ví dụ như tôi nói là bàn thì các bạn có thể hiểu được là tôi muốn nói điều gì về bàn không? Bàn bạc, bàn ghế, bàn thảo, bàn luận hay là bàn quốc? Quốc bàn. Thì các bạn sẽ khó hiểu lắm. Các loại bàn này thì nó đều có cái giá trị khác nhau, vì thế cái ngữ nghĩa nó sẽ phải khác nhau. Ví dụ như các bạn biết về đào hoa. Thế nhưng mà tài hoa, hào hoa, văn hoa nghĩa là gì? Các bạn có biết không? Hoa là sự
kết tinh, các cái tinh khiết, tinh túy, đẹp đẽ, quý giá. Đào thì nó thể hiện là một cô nàng, một cô gái đẹp, hoặc là một cô gái nói chung, ám chỉ một giới tính là nữ. Vậy người đào hoa là người có sức hút với các cô nàng. Và thường thì ta phải hiểu rằng là đây là một anh chàng, tức là một anh chàng có sức hút với các cô nàng. Đây là một anh chàng đẹp trai hoặc một anh chàng sang quý. Và tài, trong cái từ tài hoa, là người có sức hút với người khác giới, bằng tài năng, bằng năng khiếu, làm ra các sản phẩm cụ thể, không nhất thiết cứ phải là có sức hút với cái người coi như là cùng giới. Cho nên cái yếu tố tài hoa này là nó chỉ đơn giản là có sức hút với người khác thôi, và nhất là người khác giới thì cái từ hoa ở đây, cái từ hoa ở đây thì nó thể hiện cái yếu tố là vẻ đẹp. Cho nên là gọi là đẹp này nó thiên về cái yếu tố là đẹp lòng, đẹp trong mắt của người khác. Và thường người ta hay nghĩ đến người khác giới, nhưng thực chất ra thì cũng không nhất thiết cứ phải là người khác giới. Một anh bạn, anh ấy có tài năng, và anh ấy được cái người bạn cùng giới thừa nhận, ghi nhận, thì đấy cũng là một cái anh chàng tài hoa, chứ không nhất thiết cứ phải là một cô nàng, một cô bạn nào đó ghi nhận tài năng của anh ấy thì mới được gọi là tài hoa. Thế nhưng mà thường thì chúng ta sẽ ứng dụng trong cái vấn đề với người khác giới nhé. Và hào hoa thì hào hoa thể hiện cái sự sức hút với người khác giới bằng khả năng chi tiền, chịu chi, chịu chơi. Đấy. Hoặc là cái người này có yếu tố là mua bán rất là chặt chẽ, làm cho cái người khác hài lòng và thích thú với cái sự chặt chẽ trong chi tiêu đấy thì cũng được gọi là hào hoa. Đấy. Chứ còn hào không phải là hào phóng theo yếu tố như là ném tiền qua cửa sổ, vung tiền không tiếc tay, không phải. Đấy. Và thường thì mọi người cũng sẽ liên tưởng đến cái đại gia, đại phú chi tiền cho mỹ nhân. Đấy. Nhưng mà ngày nay chúng ta cũng không thiếu những người nữ, những nữ lưu, người ta chi tiền cho nam giới cũng rất nhiều. Vì vậy mà cái giới tính gần như chúng ta bị xóa nhòa. Còn thường thì chúng ta vẫn hiểu rằng là hào hoa là một người đàn ông rất là ga lăng, chịu chi cho các chị em phụ nữ. Đấy. Quay lại cái chủ đề chính về màu sắc của kim loại, về màu sắc của các cái hành trong ngũ hành, thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố kim loại nó sẽ có những cái màu sắc tương ứng với cái yếu tố nó là kim loại gì. Kim loại gì thì nó sẽ có màu sắc tương ứng của kim loại đó. Vậy thì bạn làm sao bạn có thể biết được mình là kim loại gì? Mà mình muốn biết kim loại gì thì bạn chỉ cần đơn giản dựa vào cái thiên can địa chi nhân mệnh. Đấy. Đơn giản nó là năm thôi. Bạn là sinh năm nào, tra phát ra ngay cái vấn đề là bạn là mệnh gì. Ví dụ như năm nay năm 2022, năm Nhâm Dần, có nhân mệnh nó là bạch kim, bạch kim. Vậy màu của kim, bạch kim, tức là kim loại tinh khiết này, nó có màu gì? Thì muốn biết được nó có màu gì thì ta phải dựa trên cái sinh nhật là cái cơ bản nhất. Và cái sinh nhật thì đơn giản nó chỉ là ngày tháng năm sinh. Nhưng mà nếu mà đầy đủ của nó thì phải có cả giờ sinh, thì ta đưa ra kết luận cái kim, bạch kim này nó là màu gì. Đấy. Chứ không phải cứ đây là một kim loại màu trắng. Đấy. Không phải. Và cái sự kiện ngày tháng năm sinh quy đổi ra thiên can địa chi của ngày và tháng. Tức là ta muốn biết được cái sự kiện đấy, ta chỉ cần lấy cái sự kiện ngày và tháng thôi.
thiên can địa chi của ngày và tháng nhé. Ví dụ như là ngày 11 tháng 5 năm 2022 này, thì đấy là ngày Giáp Tý, tháng Ất Tỵ, năm Canh Dần. Thì ta lấy cái Tý, ngày Tý, tháng Tỵ để ta xét. Tý thì ứng với thủy, Tỵ thì ứng với hỏa. Vậy màu hợp là màu mộc, và mộc thì nó ứng với màu xanh lá cây, màu nâu thân cây, màu xanh rêu. Đấy. Cái này tôi nói lại nhé. Ví dụ như là ngày 11 tháng 5 năm 2022 thì mình có thể hiểu đơn giản nó là ngày Tý, tháng Tỵ, năm Dần. Được chưa? Thế thì ta lấy cái ngày tháng làm cái căn bản để ta xét cái màu sắc hợp với ta. Đấy là lấy ngày Tý, tháng Tỵ. Và Tý thì thuộc thủy, Tỵ thì thuộc hỏa. Thì suy ra cái màu hợp với ta là màu mộc. Và mộc thì nó là màu xanh lá cây, màu nâu thân cây, màu xanh rêu. Đấy. Còn đừng đầy đủ thì nó phải thêm cả giờ vào nữa. Và bạn thấy phức tạp thì đương nhiên bạn sẽ phải nhờ các thầy, thì các thầy sẽ giúp bạn biết được là mình hợp với cả màu hành gì. Đấy. Và kết luận lại, bạn muốn biết cái màu của mình hợp với màu gì thì dựa vào ngày tháng năm sinh, giờ sinh. Đấy. Chứ không phải có mỗi cái năm sinh. Cái năm sinh thì bạn biết rằng có cả tỷ người. Đấy. Và nhân tiện đây tôi cũng nhấn mạnh với các bạn màu trắng của kim loại. Nó là màu trắng ánh kim, kim tuyến. Các cái màu sắc có tính chất phản quang thì gọi là kim. Như là cái biển báo giao thông buổi tối, nó phản quang lại ánh sáng, ánh đèn của xe, thì đấy cũng là màu của kim nhé. Chứ không phải là màu trắng thông thường thì chúng ta cứ nghĩ đâu. Màu trắng thông thường thì đó chính là màu của thủy. Đấy. Và màu trắng thủy đấy thì nó là màu trắng sữa, trắng ngọc trai, trắng gốm, trắng tờ giấy. Bởi vì không có nước thì sẽ không tạo ra được cái màu sắc màu trắng đó. Giống như là chỉ nói màu xanh thì bạn cũng không thể biết được nó thuộc mộc thủy hay là mộc thủy xanh, hay là xanh nước biển, hay là xanh lá cây. Đấy, chứ mỗi cái màu xanh không thôi thì cũng không biết được nó thuộc dạng gì đâu, mộc cái dạng thủy gì đâu. Cho nên phải nhấn mạnh nhé, nhấn mạnh nó là màu xanh lá cây thì biết ngay là nó là mộc, còn màu xanh nước biển thì nó là nó là thủy. Đấy. Cho nên là cái màu trắng nó y chang như vậy nhé. Nên mình phải nhấn mạnh yếu tố là trắng gì, trắng ánh kim hay là trắng thủy hay trắng ngọc trai. Đấy. Hay là trắng gì nhá. Đấy. Thì ta mới biết được nó thuộc cái yếu tố là kim mộc thủy hỏa thổ ra làm sao. Đấy. Thì hy vọng là cái bài này thì giúp cho các bạn thấy được là mình mà giả sử như là mình có là mệnh giản hạ thủy. Mệnh của mình mệnh giản hạ thủy. Thế nhưng mình lại hợp với cả màu hành hỏa. Mà hỏa nó là màu đỏ, màu hồng, màu tía nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy nó có những cái nghịch lý. Không phải là cứ mệnh thủy thì nó phải là màu đen. Đấy. Vì chúng ta cũng thừa nhận với nhau là chúng ta có biển đỏ, có mưa máu nhé. Đấy. Thì vậy có nghĩa là nó vẫn có hành hỏa mà. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.